Quý vị thân mến, liên quan đến cháu bé mất tích tại Bình Dương, thì theo thông tin mới nhất vào ngày 18 tháng 10 là ngày thứ tư, rất nhiều lực lượng chức năng đã cùng nhau tìm kiếm cháu bé mất tích tại địa bàn rắp danh Bình Dương và Bình Phước, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiến cho hay hiện cơ quan công an đang đưa ra những nhận định về tình huống mất tích của bé, khoanh vùng các mối quan hệ nghi vấn có liên quan nhằm xác định vị trí hiện tại của nạn nhân người thân của cháu bé cho biết chưa nhận được thông tin tích cực nào trong việc tìm kiếm hiện gia đình hàng xóm và lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm khu vực xung quanh tại ấp tân định xã minh tân huyện dầu tiến nơi tìm kiếm là rừng cao su có cả hồ nước và suối trong khi đó người dân và lực lượng chức năng xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước cũng đang nỗ lực tìm kiếm Thậm chí nhiều người đã dùng cả flycam để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 10, cháu bé đang chơi trước nhà. Cha mẹ vào trong nhà rồi quay ra nhưng không tìm thấy con trai đâu. Tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy cháu bé.